mình vừa nói ấy, mình làm hai kế hoạch cho bệnh nhân, một kế hoạch là di uh, xa đúng không, cắm biết di xa, và một kế hoạch là mình nhổ răng, kế hoạch nhổ răng nó nhanh hơn nhiều, nhanh hơn rất là nhiều, nhưng mà khớp căn không được tốt lắm. mình cứ làm nhiều phương án thôi cho bệnh nhân lựa chọn là, đúng không? mình lựa chọn dễ hơn, đôi khi mình nói ở nếu ca này của em để di xa lâu này bệnh nhân ở trái, lâu đúng rồi bệnh nhân hình dung được, lâu mới mau bệnh nhân hình dung rất là dễ, nhưng bảo ở nếu ca này của em anh nhổ răng hàm nhỏ này nhanh hơn nhiều ừ, bệnh nhân thích chứ nhanh hơn thích đúng không nhưng mình cũng thích bệnh nhân cũng thích đúng không ạ tiếp theo đó ừ, ok tuy nhiên khớp căn nó không được tốt lắm bệnh nhân hình dung ừ, chả biết khớp căn nào tốt không tốt không tốt là như thế nào đấy đúng không ạ mình làm cho bệnh nhân cái bệnh nhân hình dung dễ không ví dụ như đây chẳng hạn à, kế hoạch này di xa này sau này khớp căn là các răng khớp với nhau khá là tốt đúng không vẫn là loại một răng sáu loại một răng nanh này à, răng cửa độ gắn triển phủ tốt à, trường hợp thứ hai đúng không ạ nhổ một răng hàm nhỏ này đó trường hợp thứ hai nhổ một răng hàm nhỏ này sau khi chỉnh nha xong này ở khớp cắn này đó răng các răng hàm lớn hàm nhỏ này ở phía bên phải nó lồng mũi không tốt thực ra không hẳn là không tốt lắm nhưng mà nó không được đẹp nó không tốt bằng cái cái kia đúng không nên mua phỏng này mọi người thấy này các răng nó vẫn khớp theo kiểu mũi rãnh khá là ổn đúng không vẫn là ăn nhai vẫn là khá là ổn tuy nhiên như mình thấy ở như theo góc độ chuyên môn đúng không mình thấy không được đẹp lắm không được chuẩn lắm, lắm. Đó. đó như vậy tuy nhiên là cái này là cho bệnh nhân lựa chọn đúng không bệnh những bệnh nhân mà ở thời gian em không có nhiều tháng khoảng tầm ở ừ, à, ví dụ như là em có kế hoạch là khoảng tầm một năm rưỡi nữa em đi du lịch chẳng hạn em đi ra nước ngoài em sinh sống chẳng hạn hoặc là em em vào nam chẳng hạn thì khi đó là có thể lại khác nha đó hoặc có những bệnh nhân thôi làm nhanh nhanh làm lâu gì đúng không ở đôi khi bác sĩ cũng thấy là hơi lâu đó do đó có thể lựa chọn phương án nhỏ ra nhưng như mình hạn là mình vẫn thích phương án là ở ừ, đi xa cho xíu hơi vất vả tí xíu nhưng mà sau khớp cắn bệnh nhân nó đẹp hơn nhờ. À, bạn là Lê Thanh Tấm hỏi là di xa hàm dưới răng cối thường nghiêng trong thì xử lý ra sao thì thứ nhất trong trường hợp di xa mấy chị di xa ấy, nhất là nếu có răng mà đổ trong ấy một anh chị phải dựng tục răng trước dựng tục răng trước thì mình chọn nó cài có độ tọc lớn đúng không ạ độ tọc lớn hơn chút xíu ví dụ như là mắc cài của hệ hệ rốt chẳng hạn nhà mình hay dùng hai hệ là hệ rốt MT hệ rốt mắc cài của răng răng hàm lớn nằm dưới vì đóng bảy thì thấy là ở nó âm 30 độ nhưng mà trong rất là nhiều nhưng mắc cài của EMT nó có âm 10 độ thôi nó dựng thẳng đăng này dễ hơn này thì anh chị nên chọn Ben và mắc cài của hệ EMT. thứ hai anh chị có thể là một khi mà di xa ấy, nên dùng cái to cứng để ổn định trục răng nha anh chị di dây nhỏ ấy, thì nó hay bị đẩy nghiêng nghiêng bên này nghiêng bên kia khó kiểm soát hơn và thứ ba sau khi mà anh chị di xa có thể dùng thêm chun trên dưới anh chị móc từ mặt trong nó hàm lớn làm dưới này mặt ngoài đang hàm lớn làm trên để nó kéo cái răng của mình nghiêng ra Hoặc anh chị dùng cung mở rộng ấy cung mulligan ấy hoặc là dây cung để chị kéo nó ra bên ngoài bẻ dây để kéo ra bên ngoài thì khi đó là ok hơn bác sĩ đồn có phải là mình nhổ ra một bên cũng được à, à như mình vừa làm mô phỏng đúng không mô phỏng này đúng không ạ mọi người thấy không ạ đây là nhổ ra một bên đúng không thì mình có nói rồi khớp cắn ở bên đó lại không được tốt một trăm phần trăm khớp cắn bên đó lại không thể tốt được đúng không đây nhổ ra một bên nha. trong trường hợp này nhổ ra một bên cũng khá là thuận lợi bởi đường giữa nó lệch sang bên đối diện đó, thì khi đó mình nhổ ra một bên này đó, mình kéo răng hàm về trước này kéo răng khối răng hàm nhỏ và khối răng nanh này răng cửa này vào cái sau này đây là mình làm mô phỏng nhổ răng một bên thôi cho mọi người thấy là này, có khi nhổ răng một bên thì thường thường rất là hiếm khi mình nhổ răng một bên nhé để đường giữa lệch khá là nhiều và chỉnh nó dễ đó nó làm mô phỏng thôi cho bệnh nhân này bệnh nhân không thích cái này mình không thích cái này đó ca này thì để làm phương án là di xa tuy nhiên là anh chỉ có thể cân nhắc đúng không mình làm để mình hình dung nó dễ mà hoặc có ca mình làm nhổ một răng cửa nhổ mà răng cửa thì phải cái nào ở ừ. thì đó hai răng cửa bên bệnh nhân bị nhỏ này chỉ cho buôn tơn bị thay đổi ấy đó thường thường là mình làm nhổ một răng cửa hoặc là ở uh, trong trường hợp uh, bệnh nhân mà răng cửa hàm trên nó bị bị uh, cái, cái hình tống ấy thì uh, đó mình hoặc là bệnh nhân hình răng cửa hàm trên hình tam giác thì mình nghĩ việc cắt kẽ răng cửa hàm trên thì khi đó mình nhổ một răng cửa dưới thay vì việc cắt kẽ răng cửa dưới nữa để đảm bảo cho số bôn tơn cho bệnh nhân cái đó là những ca mình nhổ răng không đối xứng đó bạn download iPhone hỏi em hỏi một ca bệnh nhân chỉnh mắc cài nhưng muốn có một phòng 3D thì gửi vào đâu và có mất phí không ạ nếu mất phí thì bao nhiêu ạ thì thông thường nếu anh chị có máy scan ấy thì có thể gửi anh chị scan anh chị làm một phòng luôn nhưng nhà mình hiện tại có hai cái máy scan đó là máy iTero của bên Invisalign ấy. thì mình làm xong mình lên trang máy iTero mình mình một phòng hoặc thứ hai là có máy chiết chiết ba chiết xếp ấy hoặc là máy chiết ba đó, tức là mình scan bệnh bệnh nhân xong mình làm mô phỏng về nó luôn được. Đó, tuy nhiên là mình thấy là cái scan của Invi thì mình chỉnh nó dễ hơn, Đó, làm mô phỏng dễ hơn, gần gần giống kiểu này này, gần gần giống mình mô phỏng mà mình đang đang chia sẻ cho cho các anh chị đây. Đó, thì mình thấy là cái này làm dễ hơn nhé. Những cái này mình làm miễn phí, à, những cái những cái mô phỏng mà mình lấy mình lấy tiền trang là đây, Invi ấy, mình scan xong ví dụ tiền Invi mình làm trong cái lấy tiền máy Atero ra có thể làm được mấy tính máy tính cá nhân này có cái máy ipad luôn nhưng thông thường mình hay làm thích làm máy tính cá nhân hơn bởi vì lý do ở cái máy scan ấy dùng cho bạn này dùng cho bạn khác scan các bạn làm muốn làm gì thì thoải mái còn mình hoàn toàn có thể thao tác những cái này trên máy tính cá nhân của mình được Đó, thì rất là dễ nhé bạn huy hưởng có hỏi là gì sao đang sáu bạch khoảng bao nhiêu gam lực em để 350 trăm năm mà chưa thấy đang chạy Ok, thứ nhất là di xa răng đúng không? Bạn để lực mình lề được khoảng tầm 300 g là ok rồi. Có trường hợp là nhẹ hơn nó vẫn chạy à, mình để 350 g chưa thấy chạy. Chạy đã nhiều vấn đề lắm. Phải xem xem có gì cản trở không. Phải xem cản trở gì không đúng không? Cản trở khớp cắn không này hoặc là cái cái xa nó có gì cản trở không? Đang tám hạn hoặc là nó sát xương vỏ hay gì không? Nó bị nghiêng bị ngả gì không? Đúng không ạ? Mình thấy có mấy bạn ấy, Ừ ngày xưa mình đi một cùng một phòng khám. Thấy mấy mình hay bẻ cùng di xa răng Hàn. Mình mình xa rất là ok nhá. Sau mấy bạn hỏi mình, ô, đấy là sao những ca của anh di xa mà ổn ổn thế? Mà em dây xa 3 tháng rồi chưa thấy nó chạy. Nên sau khi mình kiểm tra lại, oh, các bác này, các bác gì xa các bác bẻ đuôi dây cung. Bẻ đuôi dây đúng không? Bẻ đuôi dây làm sao nó chạy ra được? Đó, và có bác ở cái đang 8 năm tình hình như vậy các bác không nhổ đi chịu đó. Và có nhiều bạn thì mình thấy gì xa nhưng mà các răng hàm trên hàm dưới này, các bạn nâng khớp nó vướng với nhau này nó không chạy được. Đó, rất là nhiều cái vấn đề nhá có nhiều bạn thì các bạn bè cùng như xa nhưng mà khi cùng như xa bạn bè không tốt đấy à, kéo cùng như xa vắt cùng như xa nó méo này, kéo luôn thì mất lực của đó luôn không di xa được à, rất là nhiều vấn đề như vậy à, một là mình kiểm tra xem nguyên nhân là gì mình xem nguyên nhân nha có bị vướng cản chỗ nào không loại bỏ hết các vướng cản nó đi thứ hai nếu mình đi xa không được đúng không mình đi xa hai cái không được thì ra cùng lúc tăng sáu bài cũng được đây chẳng hạn là lúc nãy mình có chia sẻ mình lựa chọn phương án di xa toàn tự như này này mọi thấy không ạ cái răng hàm dưới này mình đẩy đang bài trước này, sau mới đẩy răng sáu này, đúng không ạ? cái này mình dùng vít nhá nhưng mà vẫn phải đẩy từng cái. khi mà có khe này, nếu gì xa hai răng cùng lúc khó quá, chia ra thôi, chia để trị đúng không? chia ra, răng ra răng bài trước, và khi răng bài gì sa ổn rồi có khoảng giữa răng sáu răng bài, này, kéo tiếp răng sáu, mình kéo tiếp răng sáu ra thì khi nó dễ hơn nhiều nhá. còn nếu anh chị mà ở ừ, kéo một tháng hai tháng ba tháng mà kéo hai răng cùng lúc, hai răng dính chặt nhau không chạy được, tách nó ra được chưa ạ? mình cũng có một ca kéo nó khoảng tầm là hai, hai tháng đến tháng thứ ba bệnh nhân quay lại vẫn thấy nó chạy rất là kém nó gì một tí xíu thôi thì đó ở quyết tâm là tách ra bè lại cung di xa à, tách cái đăng bài đã trước chạy đăng bài trước và sau đó một tháng sau thấy đăng bài nó di xa được là hơi một ly một ly rưỡi đó thôi luôn nó hơi gì xa hơi nhiều đó mình mong muốn mình mong mày chỉ mỗi tháng nó chạy một ly thôi cả đó nó, nó chạy hơi nhiều chắc nó có khởi động trước rồi nên mình hay đùa nó khởi động trước mấy tháng ấy à, sau nó mới chạy ấy nó khởi động nhưng mà khởi động hơi kỹ à, khi đó là răng 7 chạy xong rồi là mình kéo tiếp răng 6 ra phía xa đó thì rất là dễ nha cho mình phải xem xem ở nguyên nhân là gì nguyên nhân tại sao nó chạy bệnh nhân của mình bệnh nhân ăn nhai nó hơi tốt nó hơi vướng đúng không Nên vướng là một phần do mình không kiểm soát được khớp cắn bệnh nhân đấy đó khi đó tách ra tách hai răng ra đó, chạy rất là tốt nha bạn Hương hỏi hỏi dây cung mulligan gần mua bên nào vậy cái này mình, mình thực tự bẻ thôi đa phần mấy cái lúc hoặc là mấy cái, cái dây cung kia là mình toàn tự bẻ dây cung bung cung mình toàn mình tự tự bẻ thôi bác sĩ Việt có hỏi các kỹ thuật chỉnh lệch đường giữa thế nào à, thứ nhất là mình thường dùng ba cái phương án nha ví dụ bệnh nhân này mọi người thấy đúng không ạ có lệch đường giữa hàm dưới này và thứ nhất mình cắm vít di xa đúng không ạ ví dụ đấy chẳng hạn làm dưới lệch về phía bên trái này thì cắm vít phiên phải và di xa đẩy về phiên phải tự động nó nó chỉnh được đường giữa thôi Với thứ hai mình thường dùng là kéo chun chỉnh đường giữa ví dụ đây là đường giữa hàm dưới lệch sang bên 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 phải nha đây mình để một cái hình này đi đúng không ạ mọi người thấy này đường giữa hàm dưới là sẽ bên trái này mình kéo chuột từ răng ba dưới này răng một ba ở răng bốn ba này đến răng một sáu hạn này đó, thứ hai là đây là hạn này mình kéo từ răng hai ba này đến răng ba sáu này kéo được ngoài ra mình kéo thêm chun này từ răng một ba đến khối răng cửa này đến răng ba ba này Nên khi đó kéo được hàm dưới nó sang bên bên này đúng không ạ hàm trên sang bên ngược lại đó tức là hàm dưới sang bên phải và hàm trên sang bên trái tuy nhiên khi đó là hai hàm mình đều di chuyển hàm trên sang phải à, hàm trái hàm bên trên sang trái và hàm dưới sang bên phải và mặt phẳng cắn của mình có nguy cơ bị xoay nó bị cuộn đúng không đó là lệch mặt phẳng cắn cái thứ ba nữa là mình dùng mưu dùng mưu này bè mình dùng mưu mưu khi đó mình tăng cái thứ thước dọc bên này lên kéo chun đó cái được kéo chun để đưa cái hàm dưới sang bên này đó, sang bên phải này đó là ba cách mình thường dùng một cắm vít đúng không cắm vít với gì xa đấy thứ hai là dùng chun chỉnh ở giữa và thứ ba là dùng Mew. đó một bạn hỏi là bác sĩ cho em hỏi vị trí cắm vít thích hợp bạn à? À, cắm vít thì tùy nhá thứ nhất là anh chị cắm vít ngoài chân răng cắm vít giữa chân răng thì thông thường khi mà để những ca di xá này, này những ca di xá này mình lại cắm vít ngoài xương ngổ đúng không ạ ngoài chân răng ấy thì có thể anh chị cắm giữa đằng 6 bảy này hoặc mình cắm vít phía sau Cái ca này ví dụ mình bệnh nhân này vừa nhổ răng tám xong ấy thì thường là mình không thích cắm vít vào đó đâu à, ngày xưa thì mình hay cắm vít vùng phía phía sau cảm giác hậu hàm này à, tuy nhiên nó hay bị vùi vít với phần niêm mạc này khá là dày này đó ngày xưa mình hay cắm vít phía sau này này, đó cắm vít phía sau này này nhưng mà nó hay bị vùi vít, đó. Đó, khi đó mình phải là móc thêm một cái chỉ thép vào nữa vào cái vít đó và mình kéo cái răng nó hơi vất vả tí xíu, tất nhiên vẫn được. Sau là một là kéo chun nó hơi khó khăn này, thứ hai là sau tháo vít ra phải tháo chỉ để tháo vít ra nó hơi vất vả. Thì bây giờ đa phần các trường hợp mình cắm vít ngoài xương ổ, cắm vít giữa kẽ răng sáu bài này, cắm gờ chéo ngoài đây mình kéo. Còn nếu anh chị muốn đánh lún răng cửa hạn là cắm vít phía trước này này, đó hoặc anh chị muốn là đánh lún hàng hàm này cắm biết mặt trong này mình dùng cái, cái mặt trong cả một mặt trong một mặt ngoài để mình nhìn mình lún thôi Đấy. hoặc là nếu chị chỉ cần neo thôi cần neo neo chặn thôi chẳng hạn chỉ cần cắm vít để neo cái khối răng trước này thì mình có thể cắm giữa chân răng năm sáu này chẳng hạn này đó để mình kéo vào cái giữa nó sáu bảy này này Đấy, đều được nhá còn nếu muốn là di xa toàn bộ ấy hoặc là để nó nó ổn định tốt hơn thì mình thường cắm vít ngoài xương vỏ nhé Viết vít ngoài chân răng ấy Đấy, rất là dễ thôi anh chị đã làm À, có thể một lần hai lần anh chị thấy khó nhỉ. Anh chị làm lần thứ ba từ tư thì thấy thấy khá là bình thường, đơn giản đúng không ạ? Bạn Hương Hoài hỏi là ừ, anh cho em hỏi với ca bị đổ răng 3637 vào mặt lưỡi. Răng tiền dưới đều đang bị khớp gạch nặng. Vậy dựng răng đổ lên như thế nào ạ? Thì đầu tiên mình nói rồi, mình sẽ điều trị theo ba chiều không gian, chiều ngang, chiều dọc và chiều trước sau. Thì nếu như mà các anh chị mà nếu như mà răng lệch là khớp cày nặng thì mình xem xem có phương án là nhổ răng hàm nhỏ hay không nếu mình không nhổ răng hàm nhỏ thì bắt buộc mình phải làm điều làm phẳng trước đúng không còn nếu nhổ răng hàm nhỏ thường những ca như vậy là mình sẽ lưu tiên phương án là sẽ nhổ răng hàm nhỏ hạn để là vừa có khoảng mà làm điều này còn nếu răng của mình nó đang kẹt này đúng không ví dụ là đang đổ này bên trong này đang kẹt này thì khi mình muốn dựng lên nó rất là khó muốn dựng lên nó rất là khó đúng không? nó phải khoảng mới lên được nhá thứ hai là mình sẽ kéo có thể là một cắm viết bên ngoài này ví dụ những ca này đúng không ạ ví dụ như đây chẳng hạn này đấy. ví dụ này chẳng hạn là đây là hình ảnh minh họa đấy nha ở đây chẳng hạn là mình muốn là cái ra giả, giả sử răng 7 này là 6 răng 7 đổ vào trong thì mình cắm một vít phía bên ngoài này đúng không sau mình móc chun đến mặt trong các răng này mình kéo ra dựng ra đúng không ạ nghiêng nghiêng này dựng ra kéo chun cái là ra hoặc là anh chị có thể nâng khớp lên để hở các răng hàm này thì thường thì đó mình nâng khớp phía bên này đúng không ví dụ cùng ba bình thường mình nâng khớp là bốn năm sáu bảy ba cái cung này mình nó khớp vào vùng răng hàm nhỏ đây đó à, thì khi đó nó hở đằng sáu ra mình kéo đằng 67 bằng cách à, thứ nhất là anh chị gắn bèn đúng không bèn bèn chọn loại bèn có clip ấy. đấy có cái móc mặt trong ấy móc chun từ mặt trong đang 67 dưới đến mặt ngoài đằng sáu trên còn à, nếu không có đó thì anh chị là gắn bất tần nữa à, mình thấy một số anh chị gắn bèn trơn ấy, bèn trơn với mặt trong nó không có, nó không có móc gì cả, khi nó không làm được nhá. Thì một anh chị mua ben ấy chọn ben thì ben có móc hay clip ấy, trong này nó có móc móc này khi đó mình móc chun mình kéo lên được hoặc nếu không thì gắn mắc cài mình gắn mắc cài mặt ngoài này gắn mắc cài này. À, mặt ngoài là sáu bảy và chọn cái bất này bắt mặt trong ấy gắn mắc bắt tân mặt trong và vẫn kéo chun từ bắt mặt trong là sáu bảy đến mặt ngoài là sáu bảy tên tiếp theo nữa anh chị có thể lựa chọn phương án làm bẻ cái cùng mulligan đúng không như mình nói rồi ở giống như cái đòn gánh ấy để đẩy cái đăng này ra đúng không ạ Đó, ví dụ như thế này mình bẻ móc ra này thế bình thường ở vị trí bình thường dây của mình như thế này đúng không đó khi mình kéo này vào đây khi mình kéo cái, cái dây cung mình vào cái răng sáu bài này móc vào răng sáu bài này, này thì nó lực đàn hồi cái này sẽ bật cái này ra đúng không đẩy cái răng của mình ra bên ngoài này, này. Đó, đó là cách thường có thể sử dụng được khá là nhiều cách này. cắm vít này đúng không hoặc là đeo chun thì cắn chéo này hoặc bẻ cung này bẻ dây cung mở rộng ấy. đấy bẻ cung mulligan đấy nó làm đẩy cái khối này ra hoặc như anh chị làm bằng máng nhưng mình làm bệnh nhân bằng máng ấy thì khi đó là có thể là chọn phương án là ra một cái lệnh thôi tao muốn nong cái này ra tao muốn đẩy cái răng này ra nhưng mà để bằng máng mà dựng trục răng này hơi khó nha thường là mình thích dùng bằng mắc cài hơn kiểm soát nghiêng xoay nó dễ hơn nhiều nha. nghiêng xoay dễ hơn nhiều còn máng thì ok nong rộng dễ nhưng mà răng này bị đổ bị nghiêng xoay thì thường thường là mình dùng bằng mắc cài nó dễ hơn nhiều nhiều cách nha ok chưa bạn bạn hương hoài có có hình dung được những phương án đó không mình cứ chẩn đoán thôi. Ở à, ngoài ra chú ý nha. Như lúc nãy mình nói rồi đúng không? Chọn hệ mắc cài hoặc hệ ben đến dùng hệ EMT. Rồi ok, chọn hệ EMT ấy. Để răng của mình hệ rốt này nó nghiêng độ, độ tọc nó âm 30 độ đúng không? Nghiêng vào trong này. Hệ EMT âm 10 độ thôi. Đó, chọn mắc cài chọn ben ấy, anh chị phải chú ý cái đó. Chọn EMT đúng không? Để dựng trục nó được tốt hơn nha Thế còn cứ là nó đã nghiêng đổ này rồi, chọn rốt chẳng hạn, thì rất là khó lên được đúng không? Một số ca thì ví dụ như là mất răng này, ví dụ răng 6 mất, răng 7 đổ về với gần với trong ấy thì mình sẽ bẻ lúp bẻ thêm lúp lúp này đúng không ạ đây như thế này mình sẽ chia sẻ một cái nhé đây là đây như trước mình có có hướng dẫn cái này rồi trước mình có hướng dẫn các anh chị ấy mình có thể bẻ lúp mình mình ấy được bẻ lúp để mình mình dựng trục răng lên di chuyển răng nó dễ hơn di chuyển răng hàm dễ hơn đấy Đây ví dụ mình bẻ lúp như này đúng không ạ? thứ nhất mình nói rồi, những trường hợp này mình chọn ben của 3M này, mpt ấy, để mình dựng nó lên này. Thứ hai mình bẻ lúp này. Thì bình thường khi anh chị bẻ lúp xong hai dây nó thẳng với nhau này này. Đó, bây giờ mình bẻ này nghiêng ra này. Bẻ này nghiêng ra ấy thì để mà đưa được cái răng hàm mình đúng không? Dây đang thẳng này, mình bẻ nghiêng ra để giúp cái răng này dựng tục tốt hơn này. Đúng chưa ạ? Đó là cách mình làm thêm nhá. Ngoài ra vì răng này nghiêng gần này, mình bẻ góc tiếp bách để dựng cái răng này tốt hơn. Đó. Đó là khi mình mình sử dụng mình bẻ thêm lúp đó. đây nhìn ngang này nhìn ngang này hơi khó này khi mà dây của mình đang như thế này đúng không dây, dây ngang ngang này này bẻ thêm này để xoắn ra bên ngoài xoắn cái này ra bên ngoài này xoắn phần dây phía sau này Đã chỉnh tọc cho nó dễ hơn đấy để xoắn ra bên ngoài chút xíu để giúp cái răng này dựng được tốt hơn nha ngoài ra dùng chun thêm mặt trong của cái này này chun thêm mặt trong của cái răng này, này và kéo thêm mặt ngoài răng hàm trên đó, đó là để dựng trục răng tốt hơn nha với trường hợp này chị chú ý này khi mình dùng bẻ lúp này thì mình bẻ sát cái răng năm này sau để mình kéo ra cái thước dễ hơn này thứ hai răng này mình nên buộc thép vào nha để tránh được hợp răng này nghiêng xoay này ngoài ra răng này có nguy cơ nó bị uh, lún xuống ấy thì mình dựng trục răng này thì anh chị có thể dùng thêm chun tam giác này đó chữ V này để giữ răng này lại nó không bị nghiêng không bị đổ này à, một bạn hỏi là à, nếu mà gì xa răng 6 bài trước mà cắm vít giữa răng 6 bài thì kéo răng bài trước kiểu gì ạ khi mà vít lại nằm trước phía trước răng bài À, thông thường khi mình gì xa đăng hàm ấy thì mình sẽ dùng cái cái cùng gì xa đăng hàm Cung cùng dốc và cùng dốc biến đổi ấy Đấy, ví dụ này ấy, để mình tìm lại một vài hình ảnh của cùng đó gì xa đăng hàm ấy bẻ bẻ cung nhá phải bẻ cung nhá chứ kéo chun đang bài thì không kéo ở đâu đó, các anh chị có thể là à, mình có hướng dẫn bẻ cung này khá là kỹ ấy, trên kênh YouTube ấy hoặc là à, như các anh chị đi ở bên bên lớp mình đều thấy ấy, bẻ được cái này khá là dễ rồi tí xíu là xong rồi đây ví dụ đây là một số cung là cung di xa răng sáu nguyên thủy này đúng không mà cắm viết đây đúng không đây là viết đây là hình ảnh mình lấy từ ngày xưa thôi mình không bé này bẻ này răng bệnh nhân sẽ bị cắn vào đây ngay đúng không đây là cái nguyên thủy ngày xưa đó có thể cắm viết đây đúng không đẩy răng sáu ra xa này đó như này đúng không như này đúng không ạ đó là cắm hoàn toàn cắm viết đây chị đẩy răng răng hàm này ra xa được nha đúng không ạ đây là một số cái trường hợp bẻ lỗi này bẻ không được chuẩn lắm đúng không đấy anh chị hoàn toàn có thể cắm này anh chị đẩy ra hai răng hàm cùng một lúc này này hoặc là di từng răng một đúng không? Hoặc okay. là mình có thể di từng răng 7 một trước nếu trong trường hợp gì di hai răng nó khó ấy, di răng 7 trước sau kéo răng 6 sau. Đó. Mình di thấy cái răng này có khe hở này, ví dụ có khe hở hạn là mình di tiếp với vùng răng hàm nhỏ này này. Đấy, bạn bác sĩ Bình có hỏi là kéo lùi toàn hàm thì cắm vít và kéo như thế nào? Thì thông thường trong ca mình cần kéo lùi toàn hàm ấy thì không mình không còn mình thấy khá, là nhiều bạn kéo lùi toàn hàm tức kéo đuôi cả hàm cùng lúc ấy Đó, ok nhưng mình thì mình chưa làm ca nào như vậy cả à, mình như vậy như mình kéo ấy mình muốn kéo đuôi toàn hàm thì mình di xa tuần tự tức mình vẫn kéo đang sáu bài trước này đúng không mình kéo đang sáu bài trước này sau mình kéo khối đang hàm nhỏ sau kéo khối đang nành kéo khối đang cửa tức mình chia ra nhiều cái như vậy chứ mình không kéo lùi một lúc một à, như lúc nãy anh chị xem cái ca của mình ấy tức mình di sang bài trước này có khoảng đấy đang bảy đang chạy có khoảng đang bảy sáu mình kéo đang sáu tiếp sáu kéo mới đang kia chứ mình không kéo luôn toàn bộ một lúc cả này nó cả một lúc cả khối này nó hơi khó nha mình thấy nó 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 hơi phiêu mình chưa làm được cana như vậy như phòng khám mình có mấy bạn làm ấy nhưng mình để lấy cái đấy nó hơi khó mình không làm được như vậy à, hay nó hay bị cuộn đấy nó lại xoay hay xoay mặt và cắn này À, bạn Hương Hoài có hỏi là trường hợp cắm vít ngoài chân răng thì sau bao lâu mình tác động lực được ạ? Thì hôm trước là bình thường ngày xưa ấy, là mình có có học về cắm vít ấy. thì uh, mình có theo các thầy là ở ừ, mình cắm vít xong à, thì khi mà cắm vít xong mình dùng lực nhẹ thôi, lực khoảng tầm 50 g, 50 g ấy. Sau khoảng tầm 2 tuần mình tăng lực lên chút xíu là có thể lên 150 và sau khoảng một tháng mình dùng lực như bình thường, có thể 300 hoặc hơn 300 g. Nhưng ban đầu mình dùng lực rất là nhẹ, 50 đến 150 g thôi tuy nhiên như đợt vừa rồi mình có học một số bác sĩ ấy thì các bác ấy nó hơi khác một chút xíu và có những ca các bác nghiên cứu ấy xem những cái nghiên cứu của các bác là so với trường hợp mà cắm vít và kéo luôn và sau hai tháng thì cái tải lực sau hai tháng nó bị kém hơn rất là nhiều do à, đó là hiện tại như mình như, như hiện tại là mình vẫn đang dùng cái 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 phương án cũ tức là mình vẫn cắm vít à, kéo lực nhẹ và sau đó sau khoảng một tháng sau mình dùng lực như bình thường như mình mong muốn đó à là kinh nghiệm của mình thôi à, còn mình là chưa làm nghiên cứu nào cả và những bệnh nhân của mình đang làm theo phương án đó mỗi người sẽ có kinh nghiệm khác nhau đúng không đợt ngày xưa mình học khác bây giờ mình học khác mà như cái thời năm năm 27 ấy, thì mình đi gặp một số thầy ấy, để có một thầy để nói với mình nó có một câu mình nhớ mãi luôn để cái thời năm 23 24 là bọn mình chuẩn bị ra trường ấy sinh viên năm cuối ấy, có một bộ sách bộ sách về bên bên răng hà mặt của trường đại học Hà Nội ấy. sau một thầy thầy nói với mình năm 27 gặp lại thầy ấy, thầy nói ồ không ngờ ngày xưa tôi có thể viết những bài viết nó ngây ngô đến như vậy tức là nó chỉ cách nhau mấy năm thôi ba bốn năm nhé thôi nhưng mà thay đổi kiến thức thay đổi rất là nhiều luôn rồi đó Và bây giờ là vừa làm vừa làm một trải nghiệm đúng không vừa làm một trải nghiệm vừa đi học đi học liên tục thôi mình thấy cái nào hay mình áp dụng thôi à, bạn hướng hoài có hỏi là cùng một bệnh nhân mình có thể gắn hai hệ được không anh ok mình vẫn gắn bình thường nhé đó, mình gắn bình thường à, ví dụ có thể hàm trên EBT hàm dưới hệ rốt bình thường không vấn đề gì cả đó, quan trọng mình muốn làm gì có cái răng bệnh nhân thôi đúng không? tôi hơi tốn kém một tí xíu. Đó, tôi tự nhiên tốn hai bộ mắc cài. Bạn Phan toàn định có hỏi là khi dựng trục vậy có phải nâng khớp không? Thì bình thường khi mình dựng trục mình nâng khớp nha nâng khớp thì dễ thôi. Đó, mình nâng khớp cho nó dễ thôi. Đó. Mình nâng khớp là mình dựng trục nó dễ hơn đúng không? Bởi nó không bị vướng gì cả. Nó bị vướng cản chắc chắn là nó đi, đi khó hơn rồi không thấy hình ảnh màn hình chia sẻ Ồ, có mấy người không thấy hình ảnh nhỉ mọi người thấy được không ạ Đức Long bạn hướng dẫn dùng lò xo kéo à, lâu lắm rồi mình không dùng lò xo kéo nhé Tuy nhiên là dùng lò xo mình nói rồi dùng lò xo thì quan trọng là anh chị dùng lực như thế nào thôi lực thì mình hãy dùng chun để mình kéo hơn Đấy, bởi vì lý do là lò xo lực có tốt hơn nhé. lực đàn hồi tốt hơn nó liên tục hơn đúng không bệnh nhân không cần phải thay không cần phải tự hợp tác của bệnh nhân nhiều tuy nhiên là lò xo ngày xưa mình dùng thì nó có hai cái hạn chế chính mà mình bây giờ mình không dùng nữa đó lò xo đẩy vẫn dùng nhá lò xo kéo mình không dùng thứ nhất là nó hay bị cọ vào môi má bệnh nhân hay bị rách má này đó, cái đó mình rất là không thích cứ bệnh nhân mình đau là mình không thích rồi bệnh nhân bị vướng bị khó chịu là mình không thích rồi cái thứ hai cái lò xo nó hay bị rách thức ăn vào bên trong ấy nó mùi khó chịu Nên mình thì thấy là ừ như khi mình có vấn đề gì hơi thở có mùi hoặc gì mình rất là không thích bệnh nhân của mình vậy bệnh nhân mình mà kêu là mình không thích rồi hay như mấy bạn mà khám mình nói là tại đây nói là các bạn hay nói gì anh chiều em quá em hư ấy à, bệnh nhân của mình thế do mình đôi khi mình chiều bệnh nhân của mình quá cho nên là uh, các bạn ấy hay khó chịu nhiều như, như mình thấy mình thấy trong miệng mình có gì nó hôi nó khó chịu là mình không thích à, bây giờ thì mình mình gần như là mình không dùng lò xo kéo trừ trường hợp một số bạn nhỏ các bạn không hợp tác không đeo chun các bạn cứ tháo chun ra thì mình cứ dùng lò xo thôi còn mình không dùng lò xo một bạn hỏi di xa đang sáu bài trước như thế có cần phải nâng khớp để tránh cản khớp không ạ? Thông thường những thứ bình thường không cần phải nâng khớp. Tuy nhiên nếu nó nó chạm ấy, nó chạm nhiều nó cản trở khớp ấy, cản trở khi di chuyển thì mình phải nâng khớp nhé. Bác sĩ đồn có hỏi là, hợp di xa như trên hình có sợ rằng một ba bị lún không ạ? Ok, ca này à, ca này ạ. À. cái này là liên quan sao răng một ba bị lún ạ à? mình chưa hiểu rõ ý của của, của bác ạ à. cái ca này mình chỉ ghi ra dưới thôi mà sao răng một ba lại lún ạ à? à có một số bạn không thấy một, một số bạn thấy hình màn màn hình nhá à? Không, mình có xem một cái máy khác thì vẫn vẫn thấy màn hình nhá à? à các bạn kiểm tra lại xem có có bấm vào đầu đầu á thì mình vẫn thấy màn hình nhé và một số bạn khác vẫn thấy màn hình nhá À, à, có thể là có thể là ở mạng kém nữa, à, một số bạn là mạng kém nữa. Ok ạ. À, bạn Hương Hoàng hỏi khi nhổ răng 4 mình muốn vào tuyệt đối thì mình nên di xa răng ba trước hay đáng khoảng sáu răng luôn vậy ạ? Phương pháp nào tốt nhất ạ? À, thì thứ nhất nha là cái vấn đề ngày xưa mình nghĩ ở nếu chặn là tốt hơn là mình di xa răng ba trước sau mình kéo khối là các răng kia. Tuy nhiên là à, thực tế là cái đó không liên quan đến việc là mình di xa cái nào trước cái nào sau đâu anh chị hoàn toàn có thể di xa 6 răng cùng một lúc hoặc di xa răng ba trước và di xa răng cửa sau nó không liên quan đến mất neo đâu. Nhưng mà khi mình kéo ấy là mình thấy là ở di xa răng ba trước và sau mình bẻ lúc trong khoảng cái răng cửa ấy thì mình kiểm soát cái tọ răng tốt hơn. Đặc biệt ví dụ cái ca đầu tiên mình làm mô phỏng cho anh chị xem ấy, bệnh nhân có cái cái răng cửa nó khá là mỏng đúng không? Cái cái, cái, cái khối xương ổ răng ấy của răng cửa nó khá là mỏng cả à, trên mà, dưới. Thì những ca đó mình di xa răng cửa trên ở à, răng nanh một chút sau đó mình di cái đăng cửa vào để mình đưa chân đăng vào này và đi vào. Thì khi đó là mình kiểm tra nó tốt hơn. Đây mình mình mở lại cái này nhá. Đây mọi người đây là cái gì sao di, di chuyển tuần tự ấy. Đây, mọi người thấy này, đăng nhanh di vào một chút này, đúng không? Đấy. Thứ hai là mình kéo đăng cửa vào này. Thì đó là mình chỉnh này để chuyên ra chân đăng đi vào này và thân đăng đi vào. Thế là mình chia lần lượt chia lần lượt như vậy thì mình kiểm soát to tốt hơn. Kiểm soát to thôi và thứ hai là kiểm soát độ trồi lún của các răng nó dễ hơn còn nếu mình mà kéo kéo sau răng ngày xưa mình kéo sau răng ấy thì nó hay bị cuộn này đó nó dễ bị cuộn hơn đấy một là các răng cửa bị trồi này và nó bị mất to chân răng bật ra ngoài ấy khi đó là mình mình thường là làm cái phương án như này thế mình kéo các răng này vào và mình chia hai thì kéo răng ba là kéo răng cửa sau thì mình kiểm soát nó dễ hơn còn không liên quan mất neo nhé không liên quan neo ngày xưa mình cứ nghĩ ở kéo răng ba trước sau kéo răng cửa thì neo nó tốt hơn nhưng thực ra không phải vậy À, mình kéo kiểu gì cũng thế là giá trị neo nó như nhau hết. À, nếu mình cắm vít mà mình không sợ không sợ mất neo đâu. còn à, nếu không không mà mình di chuyển thông thường đúng không mình không cắm vít thì nó hiện tượng mất neo như nhau cả cả hai trường hợp kéo lần lượt đi xa tuần tự hay là đi xa một lần. Đó à. À, mà, à, anh cho em xem phim ca này thấy thân răng 37 có xu hướng nghiêng xa nếu vậy gì xa thế nào răng nghiêng gần vậy ạ à, ok ca ca sau hả đó thứ nhất là ok mình có thể nhìn từ phim ấy, quang nó hơi khác một chút xíu nha thứ hai là nếu thân răng di xa thân răng nghiêng xa mình có thể chỉnh tiếp được của nó được mà chỉnh tiếp của nó bình thường được nhé không vấn đề gì nhiều cả không cần phải lo cái đó đúng không những răng của mình đều có thể chỉnh tiếp chỉnh tọc được miễn là mình nghĩ phương án thôi nghĩ phương án là mình sẽ làm được à, một bạn phan tuần đến hỏi độ tuổi giới hạn để chỉnh nha là khoảng bao nhiêu vậy thì như mình thì mình thường là người ta nói rồi độ tuổi thường là không có giới hạn độ tuổi đó tuy nhiên là những cụ ông cụ bà ấy, là chỉnh nha là nhiều tuổi quá nó hơi khó đúng không liên quan việc đáp ứng của xương đúng không ví dụ bốn bồi xương tiêu xương bồi xương ấy rất là lâu thì mình có xem những ca người ta chỉnh nha bệnh nhân mình không nhớ lắm Đợt trước mình có xem mấy ca như 79 tuổi hay sao ấy nhưng bệnh nhân của mình là bệnh nhân nhiều tuổi nhất thì như là không nhớ chính xác nhưng tầm trên dưới 50 tuổi đó, vẫn tỉnh nha được nhé Còn mình chưa làm bệnh nhân nào 60 tuổi, 70 tuổi như vậy. Nhưng nếu mình chưa không nhầm không nhớ là bệnh nhân đến 79 tuổi hay bảy mấy tuổi đó là bệnh nhân vẫn tỉnh nha được. Đó. Thế là miễn là cái vẫn có đáp ứng tiêu xương bồi xương là được thôi. À, nhưng mà nó chậm hơn so với người trẻ đúng không? Và bạn Hương Hoài hỏi là khi em đóng khoảng hay xảy ra trường hợp một bên vào trước và nhanh một bên thì đi rất chậm nguyên nhân do đâu mà bị như vậy ạ nếu không châm viêm thì có được có đám khoảng được tiếp không ạ thì thứ nhất là mình nói rồi phải xem xem nó có cản trở gì không đúng không ví dụ thường hay gặp nhất là trong trường mình nói rồi to to răng tức là khi mình kéo này nó có thể là cái chân răng mình hạn nó sát chân vỏ đúng không ví dụ chân răng của anh chị ở bên này nó ok rồi nhưng bên kia sát chân vỏ mình 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 chia sẻ một cái khác nha. Hôm trước mình có làm mấy cái đó. mình rất là hay gặp trường hợp này, đặc biệt cái kéo đăng nhanh ấy. Có những bên di chuyển rất là tốt nhưng có bên di chuyển nó khó. Đúng không? Đây mình chờ chút xíu mình chia sẻ cái này nha. Cái này rất là hay gặp. Có anh chị nào gặp những trường hợp như thế này không? Đây mọi người nhìn được màn hình đúng không ạ? Đấy mọi người nhìn được màn hình này không? À, thấy rồi hả? À? Ok, đây ví dụ đây đúng không ạ? Rất là hay gặp luôn nó nhà bệnh thế bình thường thì mình nhổ nhổ răng xong mình kéo đúng không kéo chun bình thường này thì bên này cái răng răng ba bên này đúng không răng ba bên này, này mình thấy ok thân răng vẫn khá là thẳng đúng không những trường hợp này mình gì rất là tốt kéo chun vẫn ok nha không vấn đề gì cả tuy nhiên răng ba bên này này khi chị để này chị kéo chun rất là nguy hiểm đúng không chân răng sát chân vỏ này mất tọt đúng không hay gọi là mất tọt ấy nếu trường hợp này anh chị mà vẫn kéo chùn rất là khó cho dù bẻ lúc đóng khoảng điểm rất là khó nha những trường hợp này thông thường bên này mình vẫn kéo chun tiếp ok nhưng bên này thường mình sẽ phải bẻ lúc đóng khoảng nha đúng không sẽ phải bẻ lúc đóng khoảng kéo cái này hoặc như đây đúng không ạ ở những ca này anh chị thấy này ok không bên này vẫn kéo bằng chun này kéo đang ba vào chạy vào tốt này đúng không vẫn một cái cùng liên tục đây đúng không ạ ở bên này bẻ lúc đóng khoảng này đấy mình bẻ lúc đóng khoảng này chỉnh răng này Để đưa chân răng mặt trước sau đó mình kéo ra phía sau đúng không thế mình phải xem xem nhá, các bạn, bạn 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 hoài đúng không? bạn hoài ạ, phải xem xem ở bên đó nguyên nhân là gì. đầu tiên kiểm tra xem ở độ nghiêng của răng, chân răng có bật ra ngoài không, hoặc có bị vướng cản gì đó không? Ở tiếp thế nào đó, hoặc lực hai bên có ổn hay không? Đó, thường thường là cái hay gặp cái này nhất, hay gặp nhất nha, nhưng mà cũng có thể gặp một vài vấn đề khác, có thể gặp răng ba trên và dưới nó chạm nhau này, vướng này không chạy được này hạn, có thể gặp như vậy, phải kiểm tra xem nguyên nhân là gì. Đúng không? bao nhiêu thế nguyên nhân nhé ngày xưa mình cứ thấy mấy bạn là ở kéo răng này không chạy tăng lực cái không chạy tăng lực nữa à, nhưng sau thành nhổ răng sang chấn tối thiểu à. đúng không phải kiểm tra xem nguyên nhân là gì nha chứ không phải cứ thấy là cứ thấy là ở cái răng này chạy không tốt cứ kéo răng này chạy không tốt cứ kéo rất nhiều anh chị là ngày xưa đi đi học mấy cái chỗ biên bình ấy ở anh chị bảo ở ca này ngày xưa là làm rất là vất vả đúng không bây giờ bẻ cái lúc đơn giản thôi bè lúc gì xa đang ba mọi chuyện đơn giản hơn rất là nhiều ngày xưa mấy bạn bảo chứ ôi ngày xưa gặp mấy ca kéo răng nành rất là đau đầu à, từ khi lại biết biết đúng không học là biết mà mình không học thì đôi khi hơi khó biết tí xíu à, vất vả thôi khi biết uh, biết cách rồi bè lúc gì xa đằng ba đưa chân đang vào này kéo kết hợp kéo trong khoảng vào rất là nhanh rất là khỏe không như việc phải lo lắng cả đây là một số ca đúng không ạ à, rất là nhiều nha Dùng bên này này đấy cái ca bên này kéo chun này bên này vẫn kéo chun chân đang vào tốt bên này bẻ lúc nó khoảng đúng không ạ lúc gì xa này kết hợp đóng khoảng này anh nhà mình làm như vậy nhiều lắm ok mấy bác nhắn là tin là mệt rồi à? muốn nghỉ đã à? à, bây giờ ra bây giờ gia đình chồng con đúng không ok à, vậy thì có thể là mình chia sẻ mấy cài thôi đúng không đấy, ok mọi người hình dung được với cái, cái, phần của mình đúng không ạ đầu tiên chẩn đoán này đúng không chẩn đoán lên kế hoạch điều trị rất là dễ thôi thế mình làm được mô phỏng bệnh nhân rất là tốt Và anh chị nào mà có khó khăn đấy cá nào mà khó anh chị có thể là à, đôi khi mình mỗi người có góc nhìn khác nhau ấy cũng mỗi người kinh nghiệm khác nhau thì anh chị mà mà cần hỗ trợ thì có thể chụp ảnh chụp ảnh ca lâm sàng của mình nhé chụp ảnh ngoài mặt chụp ảnh trong miệng cho anh chị gửi lên nhóm nhóm zalo nhóm facebook của em sẽ hỗ trợ cho anh chị được không? Ok các anh chị nào có câu hỏi anh chị có thể nhắn vào nhóm zalo ấy hoặc là anh chị gửi gửi uh, ví dụ như là anh chị gửi lên nhóm facebook này hoặc nhóm zalo này hoặc là anh chị uh, gửi vào cái cái kênh youtube học viện nhà khoa thì sau các bạn quản lý lớp các bạn sẽ tổng hợp lại thì mình sẽ làm một số cái buổi zoom mình chia sẻ cho anh chị đúng không ạ À bạn bạn GL có hỏi là à, anh cho em hỏi câu cuối, nếu đối với ca hạng 2 mà hơi cắn sâu, cỡ 80% do speed sâu thì hướng anh giải quyết sao? Thì thứ nhất là bệnh nhân cắn sâu đúng không? Đường cong speed sâu thì chắc chắn phải làm phẳng được cong speed rồi. Đây là đối với hàm dưới thì mình lựa chọn mấy phương án? Thứ nhất, làm trôi vùng nó hầm nhỏ. Thứ hai làm lún răng cửa. Thì thứ nhất là mình xem xem ờ à, bệnh nhân của mình có vấn đề gì không? độ trồi đang cửa dưới cao là chắc chắn phải là lún đang cửa dưới rồi thứ hai là nếu bệnh nhân mà kiểu mặt của bệnh nhân kiểu mặt là ngắn góc thấp ấy thì khi đó mình ưu tiên phương án làm trồi cũng đang hàm nhỏ của mình rồi đúng không ạ đó góc mở góc mở thì mình đánh lún đang cửa dưới thôi đúng không? góc mở đánh lún đang cửa dưới thôi đó. còn nếu góc đóng thì mình sẽ là ưu tiên làm trồi cũng đang hàm rồi đúng không có hai phương án như vậy một lún đang cửa hai trồi đang hàm À, có hướng nào để xoay cằm là trước không ạ? À? thứ nhất khi mà mình làm lún ở hàm ấy thì nó xoay được hàm dưới là trước. Đúng không? nếu mà muốn xoay xoay cằm là trước, Đó, tức là khi mình xoay này xoay hàm dưới đá, lên trên và ra trước thì điều trị ví dụ trong loại hai này hoặc là trường hợp mà bệnh nhân cắn hở nhưng bệnh nhân này đã cắn sâu rồi mà muốn xoay hàm dưới đá trước là cực khó. Đúng không, bệnh nhân mà như vậy mình đã làm trồi răng rồi, trồi răng chắc chắn là không có không có xoay cái hàm dưới là trước rồi. chỉ có lún đâu ạ, à? lún thì nó mới xoay được hàm dưới là trước. À, khi đó là mà mình còn lún đằng hàm thì khắp cắn lại càng sâu hơn rồi. Đó là để lựa chọn một trong hai cái đó thôi. Ok, cảm ơn các anh chị nha. À, các anh chị mà có câu hỏi nào ấy, mình mình ấy nhiều thì mình có thể mình mình nhắn tin, mình nhắn tin qua cái cái nhóm Zalo ấy hoặc là mà nhắn tin qua Facebook ấy, hoặc là nhắn tin qua cái um, comment vào comment vào cái phần uh, của kênh YouTube ấy thì các bạn quản lý lớp để tổng hợp. Hoặc mình có ca lâm Sà, mình cứ gửi thôi. Đây, một số anh chị mà có quan tâm các lớp ấy thì anh chị có thể nhắn tin lên các bạn quản lý giúp em nhé Cho mình từng em cũng không nhớ hết lịch của các lớp đâu. À, cảm ơn anh chị ạ. À chúc mọi người ngủ ngon nha thì buổi hôm sau thì à, mình sẽ thu xếp thời gian để các bạn quản lý lớp cho em, sẽ nhắn tin cho mình được không ạ? Rồi nhiều người thả tim đấy. À, cảm ơn các các anh chị ạ. Là, cảm ơn các bác